Tại sao trong những cái video mà tôi nói về giới tính của con bánh bao nhà tôi thì tôi luôn khẳng định nó là một tiểu cún thụ chứ không thể nào là một bé cún công được ấy. Thì hôm nay tôi sẽ trả lời nha. Thứ nhất là bởi vì trong hai đứa giữa bu bánh bao thì bu nó quá men lì ga lăng lịch thiệp gọi là gentleman trong giới cún á. Kể cho mọi người nghe con bu nó tỏ ra lạnh lùng với con bánh bao vậy thôi. Nhưng mà có một cái sự việc xảy ra trong cái lần mình đi Đà Lạt. Bữa đó mình đang ở homestay với hai đứa này thì con bu nó đang ngồi bên cạnh mình còn bánh bao nó đang lò cò nó chơi trước sân á. Tự nhiên ở đâu có một cái bé cún bay lại chỗ bánh bao nó giỡn thôi nhưng mà nó giỡn hơi mạnh tay chút xíu á. Thì lúc đó bu cứ tưởng bánh bao bị bắt nạt trời ơi nhà ngươi to gan dám bắt nạt tỳ thiếp của ta thế là bu nó bay từ trên ghế nó bay xuống nó vẽ cho cái bé cún kia hai vẽ gọi như là sám hồn luôn gọi là cú sốc đầu đời của nhỏ nói chung ra là con bu á, nó im im vậy thôi nhưng mà ngoài lạnh trong ấm rất là thương với lại che chở cho em đó thí dụ mọi người nhìn cái cảnh tượng này đi rồi ai công ai thụ rồi mà ha nhìn bu nó giỡn với bánh bao này rất là nam tính ha còn bánh bao kiểu ủa anh bu làm gì vậy anh bu làm gì đó để tập sau tôi sẽ lại cho mấy bà thấy là bánh bao nó mê mẩn bu nó say đắm bu đến mức độ như thế nào nha trời ơi, nó dài tập lắm tâm tôi phát sóng định kỳ nha